Xin chào các bạn, trong những video trước, các bạn đã biết quy trình thịt lợn tại nhà máy rồi phải không ạ? Nhưng các quy trình khác như xử lý nội tạng, da, xương, chân lợn và quá trình sinh sản nuôi dưỡng lợn, các bạn có biết những quy trình này diễn ra như thế nào không ạ? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé! Và các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá ngay thôi nào! Để có những chú lợn con khỏe mạnh, việc chọn lợn được giống là hết sức quan trọng. Tại trang trại, con lợn được khỏe mạnh và sử dụng tinh trùng của chúng để thụ tinh cho lợn cái. Lợn con khi sinh ra được nuôi dưỡng theo từng giai đoạn phát triển tại khu vực riêng biệt. Khi đạt đến độ tuổi nhất định, lợn con sẽ được cai sữa. Đây là khu vực cai sữa dành cho chúng. Khi lợn được 4 tháng tuổi, chúng sẽ được chuyển đến khu vực chuyên nuôi lợn thịt. Sau một thời gian chăm sóc, khi lợn đạt trọng lượng yêu cầu, thường là vào khoảng 6 tháng tuổi, chúng sẽ được thu hoạch. Trước khi vận chuyển đến nhà máy để chế biến, lợn sẽ được tắm rửa sạch sẽ. Tại nhà máy, quy trình làm cho lợn bất tỉnh được thực hiện nhanh chóng và nhẹ nhàng bởi một thiết bị hiện đại sử dụng dòng điện nhằm đảm bảo sự nhân đạo trong quá trình xử lý. Tiếp theo, lông lợn sẽ được loại bỏ bằng cách hấp nóng bởi một máy chuyên dụng. Sau đó, lợn được qua một máy sử dụng ngọn lửa để loại bỏ phần lông còn sót lại, giúp lợn sạch sẽ, chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Lợn sau đó sẽ được mổ bởi các công nhân. Đầu tiên là xử lý nội tạng, bao gồm tim, phổi, dạ dày, gan và ruột non. Các công nhân khéo léo tách mỡ thừa và các phần không cần thiết khác ra khỏi nội tạng. Nội tạng sau đó được rửa sạch bằng máy. Cuối cùng, chúng được phân loại và để khô. Bước tiếp theo là xử lý dạ dày. Dạ dày trước tiên sẽ được làm sạch tạp chất. Sau đó chúng được rửa và lột sạch bằng một máy chuyên dụng. Cuối cùng, dạ dày sẽ được sát trùng bằng muối và rửa sạch với nước và để khô. Quay trở lại với phần thân lợn, trước tiên chúng sẽ được cắt đôi bằng một chiếc máy cực kỳ sắc bén. Sau đó lợn sẽ được đánh dấu và chuyển sang bước tiếp theo.
lợn sẽ được đưa lên băng chuyền, nơi các công nhân dùng dao sắc bén và kỹ năng điêu luyện để tách từng phần thịt riêng biệt ra. Người công nhân với sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp tách bỏ những phần không cần thiết để cuối cùng tạo ra sản phẩm là những miếng thịt lợn mềm mại và đẹp mắt. Thịt lợn sau đó sẽ được dây chuyền đóng gói tự động vào những chiếc hộp đẹp mắt và sẵn sàng chuyển đến tay người tiêu dùng. Chúng ta tiếp tục xem cách họ xử lý chân gia súc, trong trường hợp này là chân trâu hoặc bò. Trước tiên, chân sẽ được nấu trong nồi hấp áp suất cao để loại bỏ lớp mỏng cứng. Sau đó chúng sẽ được nướng để loại bỏ lông thừa. Cuối cùng, chân sẽ được làm sạch bằng nước nóng. Còn da lợn, các bạn biết là họ sẽ chế biến như thế nào không? Hãy tiếp tục theo dõi video nhé! Da lợn trước tiên được tách ra và chuyển đến khu vực chế biến. Tại đây, da sẽ được đưa vào một máy đặc biệt để chiết xuất gelatin. Các bạn biết không, gelatin là thành phần chính trong thạch và kẹo chuông mi, cung cấp kết cấu mềm và dai đặc trưng cho các sản phẩm này đó. Các phần phụ còn lại của da lợn sẽ được đưa đến máy ép dầu để chiết xuất chất béo hoặc dầu. Các bạn có thể chưa biết, nhưng xương lợn cũng có thể được dùng để tạo ra dầu ăn. Sản phẩm này được gọi là dầu xương. Đầu tiên, xương sẽ được cho vào máy nghiền để nghiền nhỏ, mục đích là để giải phóng dầu và chất béo từ xương. Xương sau khi được nghiền nhỏ sẽ được cho qua máy ép dầu và mỡ, hay còn gọi là fast cryo press. Máy này hoạt động dựa trên nguyên lý lực ép tơ học giúp tách dầu và mỡ ra khỏi xương. Tiếp theo, hỗn hợp này sẽ được chuyển qua máy tách dầu và mỡ, còn được gọi là fast filtrator. Máy này giúp lọc và tách các tạp chất khỏi dầu và mỡ, giúp tăng chất lượng và sẵn sàng cho các bước tinh chế tiếp theo hoặc sử dụng trong các ứng dụng khác. Cuối cùng, người công nhân sẽ đóng gói bột xương, sản phẩm có nhiều ứng dụng như bổ sung vi khoáng cho động vật và thực vật. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình xử lý ruột non. Các bạn đừng nhầm lẫn, các cô gái này không phải là đang giặt quần áo đâu ạ. Họ đang làm sạch ruột non của lợn đấy. Ruột non, một sản phẩm tự nhiên đã được sử dụng hàng trăm năm trong việc sản xuất xúc xích trước khi màng collagen trở nên phổ biến. Ruột non chứa chất thải và tạp chất từ quá trình tiêu hóa của lợn, do đó các công nhân sẽ rửa sạch bên trong ruột. Sau đó, ruột non được ngâm trong dung dịch nước muối để làm sạch và diệt khuẩn, cũng như là loại bỏ mùi không mong muốn. Sau khi đã được làm sạch và xử lý, ruột non được rửa lại một lần nữa để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất. Cuối cùng, ruột non được kiểm tra chất lượng, đảm bảo là không rách nát hoặc tổn thương và sẵn sàng để làm những chiếc xúc xích thơm ngon.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nhiều quy trình từ nuôi lợn đến chế biến các sản phẩm từ lợn như thịt, nội tạng, chân và xương. Tất cả các phần của lợn đều được tận dụng hết, không bỏ phí một phần nào. Các bạn cảm thấy những quy trình này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!